Theo báo VOV đưa tin, vào ngày 17 tháng 10, Australia cho biết sẽ tặng Ukraine 49 xe tăng Abrams trị giá khoảng 245 triệu đô la Australia để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga. Sáng ngày 17 tháng 10, Bộ Quốc phòng Australia ra thông báo cho biết nước này sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine thông qua việc tặng Ukraine 49 xe tăng M1A1 Abrams. Món quà trị giá khoảng 245 triệu đô la Australia này sẽ giúp tăng cường hỏa lực và khả năng cơ động cho lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời là sự hỗ trợ bổ sung của các đối tác dành cho các lữ đoàn thiết giáp của Ukraine. Món quà gồm 49 xe tăng mà hôm nay Australia công bố dành tặng Ukraine đã nâng gói hỗ trợ quân sự của nước này dành cho Ukraine lên đến 1,3 tỷ đô la Australia và tổng gói hỗ trợ lên đến 1,5 tỷ đô la Australia. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy sẽ công bố gói hỗ trợ này tại cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra tại Brussels Bỉ vào tuần này. Xe tăng M1A1 Abrams từng là phương tiện quan trọng của quân đội Australia khi cung cấp khả năng phòng thủ đáng kể trước hỏa lực của đối phương và các thiết bị nổ ngẫu nhiên. Australia tin tưởng xe tăng Abrams sẽ giúp nâng cao năng lực phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine. Vào năm 2022, Australia đã quyết định thay thế xe tăng M1A1 Abrams bằng xe tăng M1A2. Tuy vậy, nước này vẫn giữ lại một số xe tăng M1A1 trong trường hợp chuyển đổi sang xe tăng M1A2. Theo thông tin từ báo Dân trí, quân đội Nga đang tìm cách cắt đứt các tuyến đường tiếp viện cho lực lượng Ukraine và đẩy lùi đối phương khỏi biên giới. Trang tin quân sự AVPRO vào ngày 16 tháng 10 đưa tin tại tỉnh Kurs, lực lượng vũ trang Nga đang tích cực tiến quân theo nhiều hướng, cố gắng cắt đứt những tuyến đường tiếp tế của các đơn vị Ukraine. Kênh Telegram Two Mothers đã đưa tin về điều này, đặc biệt quân đội Nga đang triển khai tấn công tại các khu định cư Lyubimovka, Ruskoye Proknoje và Ruskaya Konopenka. Theo các nguồn tin quân sự, yếu tố then chốt trong chiến thuật của quân đội Nga ở mặt trận Kursk là bao vây các vị trí của đối phương, sau đó chặn những tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine. Điều này cho phép gây áp lực đáng kể lên quân đội Ukraine, buộc lực lượng Kiev phải rút lui hoặc là phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lực. Tuy nhiên, bất chấp những cuộc tấn công tích cực, các đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục giữ một số vị trí quan trọng về mặt chiến lược ở Kus, bao gồm cả các thành trì mà Nga đã tuyên bố chiếm lại được trước đó. Tình huống này buộc quân đội Nga phải sử dụng không quân và pháo binh để phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương. Những cuộc không kích mạnh mẽ và pháo binh tầm xa nhằm mục đích làm suy yếu sức kháng cự của lực lượng vũ trang Ukraine và phá hủy các công sự của Kiev. Quân đội Nga đã tiến rất gần đến vùng ngoại ô phía đông nam của thành phố Suzha, giành lại làng Kolmarkov trên đường đi. Giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở Magnovka, chỉ cách Suzha 2 km. Quân đội Nga đang dần thắt chặt vòng vây xung quanh lực lượng Ukraine còn lại trong khu vực Kursk, củng cố các vị trí và tiếp tục tiến công. Trong khi đó, các đơn vị Ukraine đang cố gắng thoát khỏi vòng vây của Nga. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 16 tháng 10 tuyên bố, ở mặt trận Kursk, quân đội Nga đã đẩy lùi 9 cuộc phản công của đối phương về phía Zeleny Sliak, Liubimovka, Nikniklin, Novoivanovka và Plekhovo. Nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Lyubimovka, Loknia, Noviput, Novoivanovka và Plekhovo. Quân đội Nga đã tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và thiết bị tại 17 địa phương ở Kursk, bao gồm cả Kursk, theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Nga vào đầu tháng 8, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 23.550 quân, cùng 160 xe tăng, 75 xe chiến đấu bộ binh, 100 xe bọc thép chở quân, 934 xe chiến đấu bọc thép, 639 ô tô, 189 khẩu pháo, 37 bệ phóng pháo phản lực bắn loạt, Thiếu tướng Apti Alodinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat tuyên bố, Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Trước đó, Ukraine tuyên bố giành được hơn 100 khu định cư, tương đương 1.300 km vuông ở Kursk. Theo ông Alodinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Các blogger quân sự của Nga và Ukraine cho biết, từ cuối tuần trước, Moscow đã đột kích vào những khu vực tiền tuyến của Kiev ở Kursk, phá hủy hàng loạt cứ điểm và thiết bị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định tình hình ở Kursk đang ổn định, nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết có bằng chứng trực quan cho thấy Nga đã giành lại 46% lãnh thổ ở Kursk. Theo báo VOV đưa tin, những binh lính Ukraine đang làm nhiệm vụ ở Pokrovsk đang cố thủ ngăn quân đội Nga áp sát mặt trận miền Đông trong bối cảnh nguồn đạn pháo đã dồi dào hơn năm ngoái. Tuy nhiên, mục tiêu cản bước tiến của quân Nga vẫn rất khó thực hiện. Để tránh bị máy bay không người lái của Nga phát hiện, Philippi, 31 tuổi, một người lính thuộc lữ đoàn 68 của Ukraine nhấn mạnh ga chiếc xe Jeep bám đầy bụi đất lao nhanh qua đống tàn tích của cây cầu Pokrovs, nơi đã bị phá hủy sau một cuộc tấn công của Nga gần một tháng trước. Người lính này đang hướng về phía mặt trận Selidove, là điểm giao tranh nóng nhất Pokrovs trong vài tuần qua. Theo hướng ngược lại, những chuyến xe cuối cùng chở dân sơ tán đang rời khỏi thị trấn. Kể từ đầu mùa hè, lực lượng Nga bắt đầu tập trung toàn lực cho mặt trận miền đông Ukraine, trong đó có Donbass, và đạt được nhiều tiến triển đáng kể. Hiện quân đội Nga chỉ còn cách Pokrovsk, một trong những trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine tại Donbass, khoảng 10 km. Sau hơn hai năm tấn công, đầu tháng 10 vừa qua, Nga đã chiếm được pháo đài Vuleda, nằm ở phía đông nam Pokrovsk. Đối mặt với tình hình chiến trường đang chuyển biến theo hướng bất lợi cho Ukraine, Lữ đoàn 68 đã được điều động về khu vực này nhằm ngăn chặn những bước tiến tiếp theo của đối phương. Tập trung quanh một khẩu pháo liên xô cũ, một nhóm lính Ukraine đang nghỉ ngơi sau những giờ giao tranh dữ dội. Chỉ huy của họ là người có mật danh Taras cho biết quân đội Ukraine chủ yếu bán trả thay vì chủ động tấn công các lực lượng Nga. Tùy theo ngày, lữ đoàn này sẽ bán từ 20 đến 30 quả đạn pháo về phía bên kia chiến tuyến. Cũng theo người lính 31 tuổi này, rất khó để dự đoán rằng Ukraine có thể câu kéo thêm bao nhiêu thời gian trên chiến trường. Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là tình hình đã ổn định trong vài tuần qua và chúng tôi vẫn có cơ hội cứu vãn tình hình ở Pogrovs, anh nói. Thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng bị gián đoạn bởi một cuộc gọi điện thoại. Taras trả lời ngắn gọn, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho binh sĩ trở về vị trí chiến đấu. Trong vài giây, những người lính của lữ đoàn 68 nhanh chóng tiến tới những khẩu pháo và bắt đầu khai hỏa. Sau phát súng, tất cả thành viên lữ đoàn lập tức cúi xuống, núp sau chiến hào để tránh hỏa lực phản pháo từ phía Nga. Alexander, một người lính thuộc lữ đoàn 68 giải thích, chúng ta phải đợi 5 phút, nếu quân đội Nga không phản hồi trong thời gian đó thì điều đó có nghĩa là họ chưa xác định được vị trí của chúng ta. Việc đáp trả chậm trễ và hạn chế của Nga trong cuộc tấn công Kursk đã củng cố lập luận của Kiev rằng danh giới đỏ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trước đó chỉ là chiến thuật đe dọa nhằm ngăn dòng chảy viện trợ từ các nước đồng minh tiếp tục đổ về Ukraine. Trong phút đầu tiên, sự im lặng bao trùm chiến hào, phút thứ hai trôi qua philippines châm một điếu thuốc và sau khoảng thời gian theo tính toán một người lính phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu chuyện cười không thấy quân nga đáp trả những người lính phủi sạch bụi bám trên người và treo lên chiến hào bởi lần này hòa lực của họ đã may mắn chạm điểm mù của quân đội nga Giống như lữ đoàn 68, những binh lính của lữ đoàn 15 đang cố thủ tại một địa điểm khác trên tiền tuyến Pogrovs cũng đã được điều động tới đây được vài tuần. Chỉ huy một đơn vị xe tăng, Lamikai, 47 tuổi tin rằng các lực lượng Kiev sẽ có thể giữ vững mặt trận thêm vài tháng nữa. Mikhail nói tất cả phụ thuộc vào tốc độ tiến công của Nga và khả năng ngăn chặn của chúng tôi. Nếu giữ được Selidove cho đến mùa mưa, chúng tôi có thể giữ được Pokrovs trong suốt mùa đông. Mùa mưa ở Ukraine thường diễn ra vào giữa tháng 10 và đầu tháng 11, có khả năng biến tiền tuyến thành đâm lầy chỉ trong vòng vài ngày. Các khí tài quân sự gần như không thể di chuyển trong điều kiện địa hình như vậy và quân đội Kiev thường phải chờ bùn đất đóng băng khi mùa đông tới để tiến hành các đợt tấn công mới nhưng Mikhail có vẻ tự tin với khả năng giữ vững tiền tuyến của lữ đoàn 15. Người chỉ huy này giải thích rằng các đơn vị thuộc lữ đoàn này đã sẵn sàng cho chiến sự mùa đông thông qua việc được cung cấp nhiều đạn dược hơn so với vài tháng trước sau khi phải vật lộn với tình trạng cạn kiệt vũ khí trong hầu hết năm 2023. Thời gian gần đây, lực lượng Ukraine đã đảm bảo đủ nguồn cung cấp để tự vệ. Sự cải thiện này phần lớn là nhờ sáng kiến của Tổng thống Cộng hòa Séc Pet Baven, người đã huy động được gần một triệu quả đạn pháo từ các đồng minh trên toàn thế giới. Hồi tháng 5, chính phủ Séc cho biết sáng kết này sẽ viện trợ cho Ukraine 50.000 tới 100.000 viên đạn pháo cỡ lớn mỗi tháng, đồng thời lên kế hoạch thiết lập một cơ chế cung cấp đạn dược lâu dài giúp Ukraine thay đổi tình hình trên tiền tuyến. Những người lính của Lữ đoàn 15 đang hy vọng sẽ sớm cắt đứt tuyến tiếp tế của quân đội Nga, từ đó làm suy yếu các lực lượng Moscow trên tiền tuyến. Tuy nhiên, hy vọng của Kiev dường như vẫn xa vời và hành trình bảo vệ Pokrovsk vẫn vô cùng gian nan đối với quân đội Ukraine cứ 5 đến 10 km dọc theo con đường từ Pokrovs đến Kramatos đi qua Dobropilia, những chiếc máy xúc khổng lồ lệ đào những chiến hào mới và đặt những chiếc bẫy răng rồng, một loại chướng ngại vật chống tăng. Với khuôn mặt lo lắng, Philippi nhìn về phía chân trời, những cột khói bốc lên từ những chiến trường phía xa, báo hiệu hỏa lực Moscow đang áp sát tiền tuyến Selidove của họ. Người lính Ukraine hiểu rằng điều đó có nghĩa là quân Nga vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Theo tờ Politico, vào ngày 16 tháng 10, Mỹ trong tuần này đã triển khai một hệ thống phòng không và 100 binh sĩ để bảo vệ Israel trước nguy cơ bị Iran tấn công nhưng không hỗ trợ Ukraine với mức tương đương, mặc dù nước này hàng ngày phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV, tên lửa và bom của Nga. Politico cho rằng ở Ukraine, điều đó bị coi là tiêu chuẩn kép. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã đặt câu hỏi – nếu các đồng minh cùng nhau bắn hạ tên lửa trên bầu trời Trung Đông, tại sao vẫn chưa có quyết định bắn hạ UAV và tên lửa trên bầu trời Ukraine? Khi các hệ thống phòng không cùng máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh giúp bắn hạ hàng trăm tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Ukraine đã tuyên bố, chúng tôi kêu gọi các đồng minh của Ukraine bảo vệ không phận Ukraine với quyết tâm tương tự và không do dự trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga. Các nước đồng minh của Israel cũng đã can thiệp vào tháng 4 năm nay để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ Iran. Politico giải thích lý do Mỹ hành động mạnh mẽ ở Israel và thận trọng ở Ukraine là rõ ràng, Nga có vũ khí hạt nhân, còn Iran thì không. Một trợ lý cấp cao của Thượng viện Mỹ chuyên về chính sách với Ukraine nói với Politico, Câu trả lời rõ ràng mà Ukraine có thể không thích nghe, nhưng thật không may là sự thật là chúng ta có thể chấp nhận rủi ro bắn hạ tên lửa Iran trên bầu trời Israel mà không gây ra chiến tranh trực tiếp với Tehran. Sẽ có nhiều rủi ro hơn khi thử làm điều đó với Nga vốn có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Hai quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với điều kiện giấu tên về điều này đã đưa ra quan điểm tương tự việc cử lực lượng mỹ đến ukraine để bắn hạ tên lửa của nga có thể gây ra một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới trong khi đó ở trung đông mỹ có thể bắn hạ tên lửa trên bầu trời israel mà không gây ra chiến tranh với đối thủ có vũ khí hạt nhân iran có thể đã tinh chế vật liệu hạt nhân đến mức gần đạt tới cấp độ vũ khí nhưng chưa thử chế tạo bom nguyên tử ukraine đang tìm kiếm sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các đồng minh và đối tác phương tây trong việc bảo vệ không phận của mình không chỉ từ mỹ mà còn từ các quốc gia khác trong nato các quan chức ukraine đã kêu gọi ba lan và romania can thiệp tích cực để ngăn chặn các cuộc tấn công của nga nhưng hai quốc gia này vẫn tỏ ra thận trọng không muốn hành động mà không có sự đồng thuận từ toàn bộ liên minh nato Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết có một cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề này ở cả Ba Lan và NATO nhưng nhấn mạnh rằng sự ủng hộ từ Washington vẫn chưa đủ để thuyết phục qua xa hành động trong khi đó các quan chức mỹ cũng thừa nhận rằng họ nhận thức được sự thất vọng ngày càng gia tăng ở ukraine nhưng cho rằng họ đang nỗ lực hết sức để củng cố những trang thiết bị cần thiết nhằm tăng cường khả năng phòng không của ukraine một quan chức mỹ nói chúng tôi thực sự tập trung vào việc cung cấp cho ukraine mọi thứ có thể để giúp họ tự vệ theo báo Dân Việt đưa tin, lực lượng vũ trang Nga đã cho nổ tung các cây cầu ở quận Sút thuộc vùng Kursk của Nga nhằm làm gián đoạn quá trình luân chuyển và hậu cần của quân đội Ukraine. Những cây cầu đã bị phá hủy gần làng Magnovka, nơi quân đội Nga đang tiến hành một cuộc phản công tích cực. Bằng cách cho nổ tung các cây cầu, quân Nga đã tước đi khả năng liên lạc ổn định giữa các đơn vị của Ukraine lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công toàn diện chống lại Ukraine ở khu vực biên giới của vùng Kurs. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 15 đơn vị của quân đội Ukraine đã bị ảnh hưởng. Sau cuộc tấn công toàn diện, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 200 người. Blogger người Ukraine Anatoly Sary cho biết các đơn vị Ukraine xâm chiếm khu vực Kursk của Nga đang chuẩn bị rút lui. Blogger này cho biết các đơn vị Ukraine ở khu vực Kursk đã nhận được lệnh sẵn sàng rút lui về lãnh thổ Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga tiến quân nhanh chóng và thường xuyên giành lại các khu định cư bị chiếm đóng ở Kursk. Lực lượng Ukraine gần như bị bao vây hoàn toàn. Bộ chỉ huy Ukraine không còn khả năng tiếp tế cho một số đơn vị của mình gần Kursk và các binh sĩ Ukraine chỉ có thể vượt qua vòng vây theo nhóm nhỏ vào ban đêm. Bộ Quốc phòng Nga hôm 14 tháng 10 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, tổn thất của quân đội Ukraine ở Kursk lên tới hơn 200 người, khoảng chục xe chiến đấu, trong đó có một xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất cùng với ít nhất một lính Mỹ. Theo con số của phía Nga, trong cuộc giao tranh trên hướng Kursk, Ukraine đã tổn thất hơn 23.150 quân nhân, hàng trăm xe chiến đấu và vũ khí khác. Nhiều chuyên gia cũng như các chính chủ phương Tây nhìn nhận rằng cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine ở Kursk đã không đạt được hiệu quả như nước này mong muốn, là khiến Nga phải rút quân từ miền đông Ukraine về bảo vệ Kursk và tăng vị thế cho Kiev nếu đàm phán diễn ra. Thông tin từ báo Tiền Phong mới nhất, ông Abdi Alaudinov, chỉ huy lực lượng Ahmad cho biết, vào ngày 15 tháng 10, mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh của Nga có thể sụp đổ trong vòng một tháng. Trong chương trình phát sóng trực tiếp của Solo VF Live TV, ông Alaudinov chỉ ra rằng quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề ở tỉnh theo vị chỉ huy này, việc Nga giành lại nhiều khu định cư ở Kursk khiến mọi người tin rằng lực lượng Ukraine sẽ buộc phải tháo chạy, nếu không họ sẽ bị bao vây. Ông Alaudinov nói, nếu chúng ta quan sát các sự kiện trên toàn bộ mặt trận ở khoảng 10 khu vực nơi lực lượng Nga đang tiến quân, chúng ta có thể thấy rằng triển vọng của các đơn vị là rất lớn. Tôi nghĩ rằng trong vòng một tháng chúng ta sẽ thấy mặt trận của đối phương sụp đổ. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời nhân chứng ở Kursk cho biết nhiều lính đánh thuê nước ngoài từ Ba Lan, Georgia, vân vân đã tham chiến bên cạnh lực lượng Ukraine. Cư dân thị trấn Susa nói, người Ba Lan, Georgia và những người da màu đã cùng lực lượng Ukraine tấn công tỉnh Kursk. Theo lời kể của nhân chứng, lực lượng Ukraine sử dụng nhiều loại vũ khí, bao gồm súng trường tấn công, súng máy, pháo binh, ngoài ra còn có xe tăng ở làng Kolchadovka. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK báo cáo rằng quân đội Nga đã tăng cường các cuộc phản công tại Kursk vào ngày 10 và ngày 11 tháng 10 trước khi điều kiện thời tiết xấu đi vào mùa đông. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sisky cho biết Nga đã tái triển khai khoảng 50.000 quân tới tỉnh Kursk, làm suy yếu lực lượng ở một số nơi khác trên chiến trường. Theo hệ thống tình báo nguồn mở Deepset, quân đội nga đã tiến sâu vào Torez, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine và là mục tiêu chiến thuật chính của Moscow ở khu vực Donetsk. Một chuyên gia quân sự nói với hãng tin TSN của Ukraine rằng nếu Torez thất thủ, Moscow sẽ tiếp tục nhằm mục tiêu vào Kotsianynipka, một trong những mục tiêu chiến lược của nga trong kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. DeepSet sử dụng hình ảnh vệ tinh đã xác nhận sự hiện diện của quân đội Nga ở vùng ngoại ô phía đông nam của thành phố Torres, với diện tích do Moscow kiểm soát đã tăng thêm vài chục dãy nhà. Nga cũng đã tiến hành ba cuộc không kích vào Chebinka, một khu định cư nông thôn ngay phía tây Torres theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Hôm 11 tháng 10, một quan chức địa phương ở Torres xác nhận với Reuters rằng Nga đã kiểm soát một nửa thành phố và tiến vào gần khu vực trung tâm. Torres nằm cách thành phố Donetsk, thủ phủ tỉnh Donetsk, 40 km về phía Bắc và cách Chasipya 22 km về phía Nam với một con đường chính chạy qua chính thành phố. Chasipya, một mục tiêu chiến lược của Nga, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine dù giao tranh đang diễn ra dữ dội trong bối cảnh Kiev vẫn đang nỗ lực đẩy lùi các đợt tấn công quyết liệt của Moscow. Chuyên gia quân sự chính trị Dmitry Snehyov từng nói với kênh truyền hình Freedom rằng Torres nằm trên những cao điểm chiến lược cũng như Chasipya, nơi đây cũng đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho lực lượng Ukraine. Dành được Torres, Nga cũng sẽ giúp kiểm soát được các tuyến đường hậu cần, kết nối hậu phương hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine với khu vực chiến đấu, ông Snehyov cho biết thêm. Nga đã đạt được những bước tiến liên tục ở mặt trận phía đông Ukraine trong những tháng gần đây, giành được Vuleda, một trung tâm hậu cần quan trọng khác và là thành trì chi chiến thuật trong khu vực sau khi quân Ukraine rút lui vào ngày 1 tháng 10. Lực lượng tiên tuyến của Ukraine sau đó nói với Kajipos rằng chiến thuật tấn công siết cọng kìm của Nga và việc Ukraine thiếu quân tiếp viện là nguyên nhân dẫn đến vụ lê Đa thất thủ. Nga cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào Pokrovsk là một thành phố quan trọng khác của Ukraine, mặc dù quân đội Ukraine vẫn kiểm soát được khu vực này trước các cuộc tấn công liên tục của Moscow. Sau gần ba năm kể từ khi chiến sự bùng phát, Nga đã kiểm soát được hầu hết khu vực Lugansk, Donbass, gồm Lugansk và Donetsk, là trung tâm công nghiệp nặng quan trọng hàng đầu của Kiev, từng đóng góp phần quan trọng vào nền kinh tế của Ukraine. Nga được cho là đang đẩy nhanh tốc độ tiến công vào Donetsk nhằm đẩy Ukraine khỏi khu vực, tận dụng thời điểm mùa thu và mùa đông chưa đến khi thời tiết và địa hình vẫn còn thuận lợi để tác chiến. Ngoài ra, giới quan sát nhận định, Moscow đẩy nhanh các mũi tấn công vào khắp các điểm nóng trên Donetsk nhằm tận dụng việc Ukraine đang dồn lực lượng ở Kursk thuộc lãnh thổ Nga tấn công cùng lúc vào nhiều khu vực chiến lược nga buộc ukraine phải gian mỏng và kéo căng lực lượng khiến kiev đối mặt với tình trạng vừa thiếu nhân lực vừa thiếu đạn dược để chống đỡ